Xin chào các bác, quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình GT, một mẫu xe đạp thương hiệu Mỹ, cũng một cái thương hiệu cũng rất là nổi tiếng về xe đạp. Thương hiệu GT, thương hiệu Mỹ, khung nhôm và được chạy bộ Groups, bộ chuyển động Shimano Atus và gạt đĩa trên là đĩa Shimano. Cái mức giá em đang bán tại cửa hàng chỉ có là 5 triệu rưỡi cho một chiếc xe đạp địa hình thương hiệu GT, cực kỳ là tốt, sơn xanh rất là đẹp. Xe thì toàn bộ phần khung thì tổng thể thì cũng còn rất là đẹp, chỉ do là xe đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là có những cái vết xước và những cái vết bạc màu sau thời gian không thể tránh khỏi. Còn tất cả hoạt động hay là tất cả mọi thứ của chiếc xe thì cũng còn rất là tốt. Bộ Shimano Atus, đề Shimano Atus với 7 tầng lip, 6 tầng lip nhỏ và 1 tầng lip to, 7 lip. Và đây là 3 lip. Đến phần ghi đông của chiếc xe thì cũng được trang bị bộ tay phanh và bấm của Shimano với 7 sợi bit ở đây, tương ứng với 7 tầng lip, và bên này là 3 sợi bit, giống với cả 3 tầng đĩa. Giảm sóc dầu theo xe, bánh 26 inch. Giảm sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 52 cm. Chiếc xe phù hợp các bác từ khoảng 1m60 đến khoảng 1m70 đi phù hợp. Thì giá bán của chiếc xe chỉ có là 5.200.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.